Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, sáng ngày 6 tháng 6, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuộc giai đoạn 1, Biên Hòa, Vũng Tàu giai đoạn 1. Các đại biểu nhất trí với sự cần thiết đầu tư các dự án là cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã được đại hội lần thứ 13 của đảng thông qua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ khả năng bố trí nguồn lực, đánh giá việc triển khai cùng lúc nhiều dự án hạ tầng sẽ tác động tới lạm phát, khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối, hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý, khả năng gây ra tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật liệu. Theo đề xuất của chính phủ, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 85.813 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn BOT của nhà đầu tư, trong đó vốn BOT là 29.447 tỷ đồng. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 75.378 tỷ đồng, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách trung ương là 38.741 tỷ đồng. Đại biểu đề nghị làm rõ việc tính toán về sơ bộ tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần cũng như toàn bộ hai dự án đường vành đai. Đề nghị bổ sung làm rõ hơn về cơ cấu chi phí, suất đầu tư đối với các đoạn của hai dự án và so sánh với các dự án tương tự. Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục ra soát, chuẩn xác tổng mức đầu tư hai dự án để bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí theo quy định.